Ăn gì để xương gãy mau lành? Bộ xương có chức năng là nâng đỡ cơ thể, bảo vệ các cơ quan ở bên trong, kết hợp với cơ làm cho cơ thể vận động đi lại được. Trong xương có tủy xương cấu tạo nên tế bào máu. Xương được các chất mô cơ và muối vôi, tức canxi, làm cho cứng chắc. Ở người cao tuổi, do lão hóa chất lượng xương giảm nên giòn dễ gãy, khi gãy rất lâu liền. Tuy nhiên, nếu chăm sóc tốt vẫn mau lành. Muốn vậy cần phải thực hiện tốt các biện pháp sau. Giữ tinh thần luôn thoải mái, không lo nghĩ nhiều về bệnh tật. Sử dụng thuốc bác sĩ kê đơn cho thật đúng, không thêm liều hoặc bớt liều khi uống. Xây dựng chế độ ăn hợp lý để bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Có chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng các chất đạm như thịt, cá, trứng, sữa. Chất bột đường như cơm, cháo, phở, ngô, khoai, sắn, đậu. Chất béo nên sử dụng dầu thực vật, chất béo trong cá, tránh ăn thịt mỡ và mỡ động vật. Vitamin và khoáng chất có trong các rau củ quả các loại. Các món ăn nên được chế biến như mềm, lỏng, phù hợp với người cao tuổi, dễ tiêu hóa, tránh những thức ăn khó tiêu. Có thể tăng cường các thức ăn nhiều canxi như sữa, xương hầm, cá kho, như ăn cá xương, tôm, tép, cua. Tập vận động sớm theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị, giúp khí huyết lưu thông, nuôi dưỡng tốt phần đầu xương gãy, giúp xương mau lành.